Hiện nay DMG Gem có hai loại kim cương nhân tạo đẹp và cứng như là kim cương thiên nhiên 100%, đặc biệt hơn nữa sáng chiếu lấp lánh và có linh khí như là kim cương thiên nhiên. Kim cương nuôi gọi là kim cương lab diamond được giám định bởi IGI và GIA. Loại thứ hai là Moissanite de Arizona gồm có 198 giáp cắt. Xoàng Moissanite de Arizona Super Brilliant Fire Cut gồm có 198 giáp cắt, 1 carat nước DFL $500, 2 carat $1,000, 3 carat $1,500. IGI nước DVVS2 1 carat $1,800, IGI nước EVVS2 1 carat $52,400, IGI nước FVVS2 2 carat $2,800, IGI nước GVVS2 2 carat $53,000, GIA nước DVVS2 1 carat $2,500, GIA nước EVVS2 1 carat $53,450, GIA nước FVVS2 2 carat $4,200, GIA nước G 2 carat $54,750. Xin gọi DMJ James 480-289-1696 hoặc Zalo 480-289-1696. YouTube DMJ James, free shipping, free refund, giá wholesale và đăng kênh đại lý trong và ngoài nước. Website dmjgem.com. Xin hân hạnh giới thiệu bột nêm Marcel sản xuất tại Úc, một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, chiết xuất từ rau củ quả, đặc biệt không gluten, không bột ngọt, không đường hóa học. Một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt cho các cụ ông cụ bà. Sản phẩm được bán rộng rãi tại các siêu thị người Việt với hai kích cỡ độc quyền cho cộng đồng người Việt là 800g và 250g. Chúng tôi đang cần đại lý từ khắp nơi trên nước Úc. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0452 067 535. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả trong chương trình Điểm báo thế giới của Vietvy TV vào buổi tối ngày hôm nay thứ ba 13 tây tháng 6 2023. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như hôm qua chúng tôi có loan tin về vụ mà hai cái đồn công an ở tỉnh Đắk Lắk bị tấn công, thì hôm nay có thêm thông tin rõ ràng hơn về cái vụ việc này. Theo trang tin VN Express thì vào nửa đêm hôm Chủ nhật vừa rồi, tức là ngày 11 tháng 6, thì tại địa bàn xã A Tiêu có một nhóm đối tượng là khoảng 10 người mặc đồ dằn di đi xe máy kéo đến trụ sở ủy ban xã và công an xã. Sau khi sát hại hai cán bộ công an thì nhóm này ra ngã ba đường, chặn một xe tải và giết hại tài xế xe tải. Cùng lúc đó thì có một nhóm khác khoảng 30 người cũng đi trên hai xe Jeep và xe máy tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an xã, một cái xã bên cạnh. Chúng dùng súng và dao tấn công các công an và gây án xong thì ra đường tìm bắn bí thư, chủ tịch xã và một người thanh niên. Tuy nhiên bản tin này của VN Express cùng với chi tiết là có 6 cán bộ hy sinh, một người tử vong cũng đã bị gỡ bỏ sau vài giờ đăng tải. Và báo chí trong nước ngày 11 tháng 6 sau đó cũng đã đăng tin về vụ việc nhưng mà không công bố cái số thương vong cụ thể mà chỉ nói là làm chết và bị thương một số cán bộ xã, công an xã và người dân. Đó là theo thông tin trên tờ Tuổi Trẻ. Và báo Thanh Niên cũng đưa tin hôm 12 tháng 6 là Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng đã quyết định thăng cấp một bậc cho 4 cán bộ công an qua đời trong vụ tấn công vào hai trụ sở công an ở Đắk Lắk. Như vậy, tường thuật của VN Express và tờ Thanh Niên cho thấy là có tổng cộng tới 7 người cũng đã tử vong. Trong đó có 6 cán bộ, tức gồm 4 chiến sĩ công an và cùng một chủ tịch xã, một bí thư và một người dân là một tài xế xe tải. Nhưng mà tường thuật của đài BBC thì lại cho thấy là nhân số tử vong là đến 8 người. Và do đó chúng ta cũng không biết thực sự là có bao nhiêu người tử vong. Nó đang có một cái thông tin nó không có đồng nhất và chắc chắn là chúng ta phải chờ xem trong những ngày sắp tới các cơ quan truyền thông trong nước sẽ xác nhận lại là bao nhiêu người đã tử vong, bao gồm cả công an, cả cán bộ xã và thường dân vô tội. Và cũng lý do vì sao mà hai nhóm này đã cùng một lúc tấn công vào hai đồn công an khác nhau. Và liên quan đến chuyến bay giải cứu, đại án chuyến bay giải cứu, thêm một người vừa bị bắt giữ, đó là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, là ông Trần Tùng, sinh năm 1978, bị bắt vì nhận tội hối lộ. Cho đến thời điểm này, thì đại án chuyến bay giải cứu đã bắt giữ 54 bị can, trong số này có 4 lãnh đạo thuộc Cục Lãnh sự để điều tra về hành vi nhận hối lộ,
trong khi những bị can khác thì có thể liên quan đến vấn đề môi giới hối lộ hoặc cũng có thể là nhận hối lộ. Và đại án này vẫn là một trong những đại án được quan tâm nhiều nhất bởi vì đã bắt đầu diễn ra từ tháng Giêng năm 2022 và kéo dài cho đến tận thời điểm này là tháng 6 2023. Gần một năm rưỡi đã trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu là kết thúc. Điều này có nghĩa là vẫn hãy còn những cá nhân chưa bị đưa vào xử lý pháp luật. Và vì vậy mà cuộc điều tra vẫn hãy còn tiếp tục kéo dài. Cũng cần nhắc lại là trong đại dịch vừa qua, chính phủ Việt Nam đã thực hiện hơn 1.000 chuyến bay giải cứu, đưa gần 200.000 người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài trở về nước. Và đây là những chuyến bay vô cùng đắt đỏ. Người dân muốn trở về nước đã phải trả một số tiền rất lớn, bao gồm cả chi phí máy bay và chi phí cách ly ở các khách sạn 5 sao vào thời điểm của năm 2020 và 2021. Và cho đến 2022 thì vụ án bắt đầu bị phanh phui và chúng tôi sẽ tiếp tục loan báo nếu có thêm những nhân vật nào mới bị bắt giữ. Vâng, còn về tình hình kinh tế của Anh Quốc thì thưa quý vị và các bạn, vào tháng trước thì ngân hàng chữ kim nước này cũng đã gia tăng lãi suất lên mức là 4.5% và là lần thứ 12 gia tăng liên tiếp. Và trước khả năng là ngân hàng chữ kim của Anh Quốc còn phải tiếp tục gia tăng lãi suất hơn nữa để kiềm chế cái tỷ lệ lạm phát dự báo còn tiếp tục gia tăng, cũng đã gây ra nhiều tác động đối với thị trường bất động sản của nước này. Theo đó thì hiện nay thì các ngân hàng nhỏ hiện nay đang rút lại các cái khoản cho vay mua nhà cố định khi mà đà tăng lạm phát cho thấy là ngân hàng chữ kim có thể còn tiếp tục gia tăng lãi suất và làm trầm trọng thêm cái cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay ở nước Anh. Các ngân hàng Anh thì chủ yếu cung cấp các cái khoản cho vay thế chấp với lãi suất cố định trong một khoảng thời gian thường là từ 2 đến 5 năm. Nhưng sau khi hết hạn thì lãi suất này có thể sẽ thay đổi và được áp dụng mức lãi suất cố định mới phù hợp với các điều kiện lãi suất trên thị trường. Số liệu lạm phát gần đây cũng đang làm gia tăng những cái đồn đoán rằng ngân hàng chữ kim của Anh Quốc sẽ tăng lãi suất cơ bản cao hơn nữa để tiếp tục kiềm chế cái đà gia tăng lạm phát. Mà theo công ty cung cấp dữ liệu Manifest thì tổng sản phẩm thế chất hiện có đã giảm khoảng 5% chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Mặc dù trong tháng 4 thì lạm phát của Anh đã giảm một chút xuống còn 8.7%, mức thấp nhất trong 13 tháng qua, nhưng mà mức này vẫn còn rất xa so với mục tiêu mà Ngân hàng Chữ Kim Anh Quốc đặt ra là lạm phát chỉ ở mức khoảng 2%. Và đây cũng là mức lạm phát cao nhất trong số các nước thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới là G7. Và kính thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề lãi suất gia tăng, chuyên gia dự phóng là tại Canada, việc lãi suất mà ngân hàng chữ kim nước này gia tăng lên mức 4.75% cũng có thể có nguy cơ tác động đến các khoản vay thế chấp. Một cách cụ thể thì Canada cũng tương tự như Úc Châu đã bắt đầu gia tăng lãi suất từ mức thấp lịch sử hồi tháng 3 năm 2022. Và trong khoảng thời gian từ tháng 3 cho đến thời điểm này, lãi suất đã tăng tổng cộng là 4.5%, có nghĩa lãi suất vào tháng 3 2025 là 0.25%, liên tục gia tăng lên mức 4.75%. Người dân Canada cũng như các chuyên gia nghĩ rằng là ngân hàng chữ kim Canada chỉ gia tăng lãi suất cho đến tháng Giêng của năm nay 2023 mà thôi. Tuy nhiên sau thời điểm tháng Giêng thì một vài lần gia tăng lãi suất này vẫn tiếp tục diễn ra và cho đến hiện nay thì trung bình mỗi một cái món nợ thế chấp trị giá khoảng 500.000 đô la tại Canada, người vay cũng đã phải trả thêm 1.000 đô la cho mỗi tháng. Và đó là tình trạng mà các chuyên gia lo ngại là vấn đề trả nợ thế chấp không đúng hạn sẽ bắt đầu diễn ra. Và việc trả nợ thế chấp không đúng hạn này sẽ dẫn đến một cái thảm trạng khác, đó là các nhà đầu tư sẽ bán tháo những căn nhà do không kham nổi lãi suất. Và việc bán tháo những căn nhà đầu tư lại sẽ khiến cho tình trạng thuê nhà bị khan hiếm. Và đó cũng là bối cảnh đang diễn ra tại Úc Châu hiện nay. Tuy nhiên nếu so sánh với sinh hoạt tài chính tại Úc thì tại Canada có phần khả quan hơn,
Lý do là bởi vì tỷ lệ lạm phát cao nhất ở Canada là 8.1% đã diễn ra vào thời điểm giữa năm 2022. Và đó cũng là lý do vì sao Ngân hàng Trữ Kim đã phải gia tăng lãi suất để kềm hãm lạm phát. Và hiện nay lạm phát đã giảm xuống mức 4.4%. Và các chuyên gia hy vọng là kể từ nay cho đến cuối năm 2023 thì lạm phát ở Canada có thể sẽ tiếp tục giảm hạ xuống còn 3%. Và mặc dù 3% vẫn hãy còn cao hơn so với mong đợi của Ngân hàng Trung ương, đó là mức 2% lạm phát, nhưng 3% so với tình hình thế giới thì vẫn là một con số rất là lý tưởng. Trong khi nước Úc của chúng ta muốn trở về tình trạng lạm phát 3% thì chúng ta sẽ cần phải chờ đợi cho đến thời điểm cuối năm 2025. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay thì Hàn Quốc và Saudi Arabia cũng đã bắt tay hợp lực thành lập một cái quỹ đầu tư chung trị giá tới 155 triệu đô la Mỹ để giúp các công ty khởi nghiệp của Hàn Quốc thu hút đầu tư và tiếp cận thị trường ở Trung Đông. Theo đó thì Saudi Arabia sẽ đóng góp phần lớn cái số tiền đầu tư vào cái quỹ này, nhưng chủ yếu là để cho các công ty Hàn Quốc sang làm ăn kinh doanh ở Trung Đông. Việc thành lập cái quỹ chung này cũng là một cái bước đi tiếp theo sau một cái thỏa thuận hợp tác đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp được ký giữa chính phủ Hàn Quốc và chính phủ Saudi Arabia, được Tổng thống Hàn Quốc là ông Yoon Suk Yeol và Thủ tướng của Saudi Arabia là ông Mohammed bin Salman ký hồi tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó thì tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay đã di chuyển từ Florida sang Miami để chuẩn bị hầu tòa theo lệnh triệu tập của Đại bồi thẩm đoàn cho phiên tòa diễn ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 13 tây tháng 6 giờ địa phương, có nghĩa là sẽ diễn ra vào ngày sáng ngày mai giờ Đông Bộ Úc Châu. Mặc dù đã lên đường để tham dự phiên tòa, nhưng Tổng thống Donald Trump vẫn tự tin là ông sẽ được xử vô tội. Trong khi đó, các chuyên gia pháp lý thì lại coi đây là một vụ kiện vô cùng nghiêm trọng với những cái cáo buộc sở hữu trái phép những thông tin mật của chính phủ Hoa Kỳ. Và với những cáo buộc này thì một người có thể bị xử mức án tối đa là 20 năm tù giam. Và mặc dù là đang đối diện với rất là nhiều những cái rắc rối về pháp lý, nhưng cựu Tổng thống Donald Trump vẫn còn được cử tri của đảng Cộng Hòa ủng hộ một cách rất là nhiệt tình sau khi dữ liệu thống kê của Ipsos và đã cho thấy là có đến 81% cử tri của đảng Cộng Hòa vẫn ủng hộ ông Donald Trump trong vị trí ứng cử viên chính thức cho cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc diễn ra vào năm tới 2024. Về cá nhân Tổng thống Donald Trump thì ông cho rằng là ông tất cả đảng Dân Chủ và đặc biệt là Tổng thống Joe Biden đã dàn dựng vụ kiện liên bang này nhằm mục đích phá hoại chiến dịch tranh cử của ông. Và chắc chắn là chúng ta phải đợi xem diễn tiến của phiên tòa ngày mai như thế nào. Vâng, không biết phiên tòa diễn ra như nào nhưng mà xem phong thái của ông thì luôn luôn rất tự tin. Vâng. Vâng, tự tin là mình vô tội nhưng mà chuyên gia pháp lý thì không hề tự tin chút nào. Vâng. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, ở Nhật Bản thì sự chênh lệch về giới trong các vị trí công việc, đặc biệt là vị trí quản lý thì có khoảng cách khá lớn khi mà đa số cái vị trí này thì chủ yếu là dành cho nam giới. Và để thu hẹp cái khoảng cách về nam và nữ trong cái công việc thì chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra một cái dự luật là đặt mục tiêu cho các công ty lớn ở nước này phải để ít nhất là 30% quản lý điều hành là nữ giới, mà thời hạn thực hiện là đến năm 2030. Báo chí nước này cho rằng đây là một chính sách quan trọng nhằm khuyến khích phụ nữ tham gia vào thị trường nhân dụng và cải thiện bình đẳng giới. Bởi các doanh nghiệp tư nhân tại Nhật Bản hiện nay đang tụt hậu quá xa so với các nước trên thế giới trong việc là đề bạt nữ giới vào các cái vị trí quản lý hay là điều hành. Trong khi đó thì giờ đây các nhà đầu tư tại Nhật Bản và các nước trên thế giới cũng đang ngày càng quan tâm đến tỷ lệ nữ giới đối với vị trí giám đốc điều hành các doanh nghiệp. Và để giảm bớt gánh nặng nuôi con cho nữ giới thì trong cái dự luật này, chính phủ cũng yêu cầu các cái công ty là cho phép nam giới được nghỉ chăm sóc con và làm rõ cái quy định về việc chia sẻ công việc chăm sóc con trong gia đình mà cả vợ và chồng đều có thu nhập ngang nhau.
Và dự thảo này cũng quy định thiết lập một hệ thống phúc lợi để đảm bảo tiền lương đến tay người lao động không bị cắt giảm. Mặc dù là có người mà có con nhỏ dưới 2 tuổi thì thường làm việc ít giờ hơn, tức là không phân biệt giữa nam và nữ. Và dự kiến dự luật này sẽ được thông qua vào tháng 6 này. Trong khi đó thì tờ South China Morning Post ngày hôm nay vừa đăng một cái bản tin có tiêu đề Thế hệ chỉ biết thắp nhang tại Trung Quốc. Nghe tiêu đề này thì chắc chắn là rất là khó hiểu. Tuy nhiên bài báo này đã chỉ ra là việc tỷ lệ thanh thiếu niên bị thất nghiệp đang gia tăng một cách chóng mặt tại Trung Quốc, mà hiện nay trong cái lứa tuổi từ 16 cho đến 24 tuổi có đến 20.4% là đang trong tình trạng thất nghiệp. Đó là chúng ta chưa kể đến 11.600.000 sinh viên đại học sẽ bước vào thị trường nhân dụng trong một vài tháng sắp tới. Và đây là một trong những con số chưa từng xảy ra tại Trung Quốc. Tất cả những con số này xảy ra sau khi đại dịch COVID-19 đã kết thúc và sau khi Trung Quốc cũng đã chấm dứt hoàn toàn việc phong tỏa tại các thành phố lớn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng sau khi mở cửa biên giới trở lại thì nền kinh tế của Trung Quốc sẽ phục hồi. Tuy nhiên sự thật lại không diễn ra đúng như vậy. Theo thông tin từ đài CNN của Mỹ thì tăng trưởng của kinh tế của Trung Quốc hiện nay đang chững lại và vì vậy việc thất nghiệp là không phải là thông tin đáng ngạc nhiên. Nhưng một điều ngạc nhiên là thất nghiệp lại rơi vào thành phần trẻ. Và hiện nay thành phần trẻ này chỉ có thể biết đi chùa khấn vái để có được một công việc làm, hoặc là khấn vái để có thể học ở trường tốt hơn, hoặc là khấn vái chỉ để được trúng số sau một đêm, có nghĩa là có cơ hội để làm giàu. Và nhìn chung thì cái niềm tin của tuổi trẻ ở Trung Quốc nó đã không còn cái cơ sở là đặt vào mục tiêu là phải làm việc, mà họ chỉ trông chờ vào cái sự may mắn mà thôi, bởi vì xung quanh của họ hoàn toàn không có cơ hội để họ làm việc. Và họ cũng không biết bám víu vào đâu, và chỉ biết đi chùa thắp nhang với hy vọng là mình sẽ có được may mắn. Một cái đây là vấn nạn. Vâng, một vấn nạn nảy sinh sau đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc, mà sau những năm học hành rất vất vả và áp lực, nay sinh viên Trung Quốc thì ra trường không tìm được việc làm. Chính vì vậy họ không biết làm gì, chỉ biết là đến chùa hay đến các cái ngọn núi thiêng để cầu may. Và điều này cũng đã giúp cho các cái công ty mà tổ chức các cái tour đến thăm các cái địa điểm linh thiêng là trở nên hốt bạc. Còn tạm rời xa Trung Quốc thì thưa quý vị và các bạn, hôm nay có một bài viết trên trang CNN Travel cũng cho chúng ta biết thêm về một nghề khác khá độc đáo là nấu ăn cho những tỷ phú trên các siêu du thuyền. Mặc dù số khách hàng này rất nhỏ, tức là các cái tỷ phú chỉ nằm trong nhóm 1% những người giàu nhất trên thế giới, nên công việc đòi hỏi cực kỳ khắt khe và chuẩn mực theo đẳng cấp thượng lưu. Nhưng đổi lại thì các đầu bếp cũng được tận hưởng một phần những gì mà những người siêu giàu đang hưởng. Đó là được ở trên các cái siêu du thuyền bạc tỷ, được du lịch khắp trên thế giới, thậm chí đến những địa điểm mà những người có thu nhập thấp và trung bình có lẽ không bao giờ mơ tới. Bài báo này viết về một nữ đầu bếp tên là Grace Vonix, 31 tuổi, người Mỹ, là một đầu bếp riêng từng làm việc trên rất nhiều siêu du thuyền ở Caribe, Bahamas và Mỹ và thường xuyên phục vụ bữa ăn cho các tỷ phú giàu nhất trên thế giới. Ngay từ khi còn ở tuổi 20 thì cô đã quen với việc nấu những cái bữa ăn sang trọng, phục vụ những doanh nhân cực kỳ giàu có như là các tỷ phú trong ngành công nghệ, các cựu chính trị gia hay các chủ sở hữu các đội thể thao chuyên nghiệp, hay là các chủ sở hữu các thương hiệu lớn, hay thậm chí là các thành viên gia đình hoàng gia ở Trung Đông. Để có thể làm tốt và đáp ứng được các yêu cầu của họ thì cô nói rằng suốt một thập kỷ cũng đã phải hoàn thiện nghệ thuật nấu nướng 5 sao trong những căn bếp cực kỳ chật hẹp trên tàu. Và kính thưa quý vị, thông tin cuối cùng là thông tin về vụ cháy rừng tại Canada. Hiện nay được cho là đã vượt ngoài vòng kiểm soát và đã lan đến tận New York, khiến cho không khí của thành phố New York trở thành nơi ô nhiễm nhất trên toàn thế giới. Không những vậy, khói của những cái đám cháy này cũng đã lan tận đến tiểu bang Florida và thậm chí bay sang tận châu Âu như là ở Na Uy hoặc là ở Iceland. Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng khi mà những cái khối bụi này bay tới châu Âu thì nó cũng loãng dần ra
và có thể sẽ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Riêng tại Canada thì hiện nay đang có khoảng 416 đám cháy. Trong số này, 203 đám cháy được cho là đã không thể nào kiểm soát được. Và đây là một cái đợt cháy rừng chưa từng có tại Canada với tổng diện tích lên đến hơn 46.000 cây số vuông, có nghĩa là cao gần gấp đôi so với tổng diện tích của những đợt cháy rừng trước đây. Và đó cũng là một phần của biến đổi khí hậu làm cho thời tiết nó trở nên khắc nghiệt hơn, mà nước Mỹ vô tình cũng đã bị ảnh hưởng. Và rất nhiều hình ảnh ở New York đã cho chúng ta thấy là như là những ngày tận thế, khi mà người dân đi ra đường với những cái khẩu trang N95 là loại khẩu trang rất là khan hiếm trong mùa đại dịch, và bỗng nhiên tiếp tục khan hiếm trong tuần lễ vừa qua khi người dân New York cần phải sử dụng để có thể giữ được cái bầu không khí trong sạch cho việc họ hít thở. Và cũng liên quan đến vấn đề thời tiết khắc nghiệt thì tại châu Á liên tục trong tháng 4, tháng 5 vừa qua, trời nắng nóng cũng đã làm cho cuộc sống của mọi người rất là khó khăn. Tình trạng nắng nóng này vẫn còn tiếp diễn xảy ra đến mức độ mà ở Hồng Kông ngày hôm qua, trong cái dịp biểu diễn trưng bày hai con vịt nước với một cái chiều cao lên đến 18 mét đã được trưng bày ở bờ sông của Hồng Kông. Nhưng mà ngay sau 24 tiếng đồng hồ khi mà kéo hai con vịt này ra rồi thì do trời nóng quá, một trong số hai con đã tự động bị xì. Một cái tình trạng mà không ai có thể ngờ được mà do thời tiết gây ra, chứ không phải là lỗi do con người gây ra. Và điều này chứng tỏ là con vịt cao su này cũng không chịu nổi thì làm sao con người có thể chịu nổi với cái sức nóng này. Và cái thông tin này cho thấy là cái sức nóng nắng như thế nào mà người dân Hồng Kông đang phải gánh chịu hiện nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo thế giới của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin vào ngày mai. Kim Hoa xin trân trọng kính chào.